Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Và hiện tại là 10 giờ của ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Và thì đây là ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Và tôi đang có mặt để bàn giao cho nhà anh Huân. Vâng, để bàn giao cho anh Huân một bộ sập thờ trên 20 bằng gỗ mít ta, và có kích thước là dài 1m97, rộng 1m07, cao 1m17. Còn thì nhà anh đang hoàn thiện nhưng chưa xong rồi, nhưng mà anh ngày mai anh đã về nhà mới rồi. Và thì anh đang mua gấp một chiếc bàn thờ của tôi, và hiện tại anh tôi đang có mặt tại nhà anh để bàn giao cho anh. Còn thì anh cũng đi vắng không có nhà, còn anh ở xa anh không lên được, và anh chỉ điện mua trên mạng thôi. Hiện tại anh đi vắng, và đây là anh em trai của anh, và đã ở nhà nhận hàng. Vâng, thì chú ấy cho tôi xin lời cảm nhận là chú ấy thay mặt cho anh trai ở nhà nhận hàng thì có đúng như quy cách anh đã đặt với tôi không ạ? Vâng, thì cho lời anh trai anh ở nhà nhận hàng và đã đạt tiêu chuẩn, và anh đã nhận hàng và anh đã khen hội mặt hàng rất là tiêu chuẩn. Và thì thay mặt cơ sở em xin cảm ơn anh nhé. Và xin cảm ơn và chúc mừng anh và toàn thể gia đình có sức khỏe tốt và làm ăn và nhiều may mắn. Còn đây xin ảnh quý vị, đây là quay gần hơn một chút để cho quý vị tham khảo cái thật thờ này. Và cái thật thờ này là mẫu tôi làm là chạm mẫu tứ linh rạch, và một bên dòng bên tượng ở giữa là có đầu hổ cụ chạm rất là sắc nét, rất chi là sắc nét, hoàn toàn là được thủ công bằng tay hết, mẫu tứ linh rạch. Thì ai có nhu cầu sở hữu một chiếc sập thờ bằng gỗ mít ta như của anh Huân ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên này, thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Và cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ nội thất cho nhà, sập thờ cũng như bàn ghế giường tủ. Và cơ sở tôi là trực tiếp sản xuất, chưa nhận theo đơn đặt hàng cho quý vị. Và thì cơ sở tôi tận huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cơ. Và nhưng mà đã đi lắp đặt khắp trên mọi miền tổ quốc, và đây là ở thành phố Hưng Yên, và cách cơ sở tôi 130 cây số, và rất là xa. Và quá trình anh Huân thì anh cũng xem trên mạng và đã đặt chúng tôi ở trên mạng, hôm nay đã về trực tiếp để lắp cho anh. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Xin chân thành cảm ơn.